Nên là chúng ta cần phải thay đổi cái góc nhìn của mình để mình thấy rằng là ồ, những cái thứ mà mình nhìn thấy ấy, nó chỉ đang là những cái gì đó rất nhỏ bé thôi, và chúng ta cần phải thay đổi. Không phải là người khác thay đổi mà chúng ta cần phải thay đổi. Thế thì thông thường ấy, thông thường là chúng ta nhìn đời bằng con mắt của mình, đúng không ạ? Thông thường là như vậy. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ có những cái cảm xúc, cảm giác như thế nào, và sau đó thì chúng ta có những cái góc nhìn khác, chúng ta thử đặt mình vào góc nhìn khác thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn như thế nào, đúng chưa ạ? Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chủ đề này. Đầu tiên, trong 30 giây, anh chị em chúng ta hãy trả lời cho Huy. Anh chị em sẽ nhìn thấy trong bức tranh này, anh chị em nhìn thấy cái gì thì hãy comment xuống ạ, comment xuống cái điều mà anh chị em nhìn thấy ở trong bức tranh này. À, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh. Anh chị em nhìn thấy cái gì trong vòng 30 giây, anh chị em nhìn thấy cái gì hãy comment xuống thật nhanh. À, một cô gái, một người phụ nữ, cô gái, một khuôn mặt quay đi, một người phụ nữ, một cô gái, một phụ nữ và một bà cụ. À, một cô gái, một bà già. Sao lại có vẫn một bức tranh mà có người thì lại nhìn thấy cô gái, lại có người thì nhìn thấy bà già, lại có người thì nhìn thấy con quạ ở trên đầu. Nữ công tước. Kinh nhỉ, nhìn thấy cả nữ công tước cơ. À, công tước hay là bá tước hay là gì đấy, tử tước hay là cái gì đấy. Cô gái, con chim, mà một người phụ nữ và bà cụ. Cô gái ngoảnh mặt, cô gái đội mũ, công chúa xinh đẹp. À, hay quá. Rồi, anh chị em nhận ra điều gì ở trong cái phần comment vừa rồi ạ? Anh chị em nhìn vào phần comment, anh chị em nhận ra điều gì không ạ? Vẫn là một cái bức tranh thôi, nó không có thay đổi gì cả, đúng không? Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà mỗi người lại nhìn thấy một cái thứ khác nhau. Tại sao như vậy ạ? Tại sao như vậy anh chị em? Đó. Và cái điều đầu tiên chúng ta đồng ý với nhau ở đây á, đó là gì ạ? Chúng ta nhận ra cái bài học ở đây á, đó là mỗi một sự vật, sự việc, nhưng mà mỗi người sẽ có những cái góc nhìn khác nhau. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta gì ạ? Chúng ta chấp nhận rằng là những người khác nhau thì họ sẽ không giống nhau. Đừng yêu cầu, đừng bắt buộc người khác phải giống mình, đúng không ạ? Ok không? Rồi, một cái ví dụ khác nha anh chị em nha. Một cái ví dụ khác nha. Theo anh chị em thì ông số 6 là đúng hay ông số 9 là đúng? Theo anh chị em cái số này là số 6 hay số 9? Ông nào đúng? Cả hai ông cũng đúng à? Làm gì có chuyện đấy? Làm gì có chuyện mà cả hai ông cũng đúng? Kiểu gì cũng phải có một ông đúng. Nếu mà không thì làm gì có chuyện người ta cãi nhau suốt ngày ở ngoài đường kia. Có đúng không ạ? Tùy theo góc nhìn đúng không ạ? Ai cũng đúng. À, như vậy là gì ạ? Họ đúng ở trên góc nhìn của họ. Có phải không anh chị em? Họ đúng ở trên góc nhìn của họ. Còn trên góc nhìn của mình thì họ đúng hay sai? Nếu như mà nhìn ở trong cái con mắt của mình, cái góc nhìn của mình thì họ đúng hay sai? À, trên góc nhìn của mình thì họ sai, nhưng trên góc nhìn của họ thì họ đúng. Đúng không ạ? Đấy. Ok không? Thế thì đây chính là một trong những cái yếu tố khiến cho chúng ta làm gì ạ? Gây ra vô cùng những cái vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta cãi vã nhau, chúng ta đau khổ, chúng ta mệt mỏi, chúng ta gièm pha, chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực, có những cảm xúc tiêu cực. Tất cả đều bắt nguồn từ cái sự gì ạ? Sự không hiểu nhau. Khi mà chúng ta cứ phân định đúng sai, khi mà chúng ta phân định đúng sai thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta mắc vào một cái cạm bẫy, đó là cạm bẫy đúng sai.
Và cái cạm bẫy này nó làm cho chúng ta không hiểu nhau, làm chúng ta càng ngày càng xa rời nhau, càng ngày chúng ta càng gì ạ, càng đi vào một cái chiều hướng là tiêu cực hơn, đúng không ạ? Và đây chính là những cái thứ mà khiến cho chúng ta có những cái thứ mà gọi là cảm xúc mà nó vừa gì ạ, vừa mệt mỏi, vừa chán nản, vừa đau khổ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta không hiểu người khác thì chúng ta sẽ phàn nàn, chúng ta sẽ chỉ trích, chúng ta sẽ đổ lỗi. Mà tại sao mày lại không nghĩ được giống như tao? Rõ ràng là số 6 mà mày cứ nói là số 9. Đấy, bắt đầu mình phàn nàn, mẹ thằng đấy nó ngu lắm. Bắt đầu mình nói xấu, cái thằng đấy nó ngu lắm, rõ ràng cái chỗ đấy là số 6 mà nó cứ bảo số 9. Thế thằng kia cũng bảo, mẹ cái thằng kia chứ không hiểu sao ấy. Cái chỗ đấy rõ ràng số 9 mà nó lại bảo số 6, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta gì ạ? Bực tức, đúng không ạ? Bực tức, chúng ta gì ạ? Nóng giận, chúng ta gì ạ? Xông vào, chúng ta cãi nhau, chúng ta chửi nhau, chúng ta đánh nhau, nó tranh luận một cách nảy lửa. Đấy. Rồi làm sao ạ? Nhận định một cách thiếu khách quan, một cách chủ quan, thiếu khách quan, một cách phiến diện, đúng không ạ? Thiện cận. Và đấy là hình thành những cái mâu thuẫn xảy ra trong phần lớn trong cuộc sống của chúng ta. Đấy ạ. Và thường ấy là chúng ta nhận định sai. Nếu mà chúng ta không nhìn cái bức tranh tổng thể, chúng ta chỉ nhìn một phần của bức tranh thôi, thì có thể là chúng ta sẽ nhận định sai. Và có rất nhiều người thường nhận định sai một cách võ đoán. Ví dụ như này, họ chưa nghe hết câu chuyện, họ chỉ nghe một nửa câu chuyện thôi, họ đã gì ạ? Họ đã nhận định, họ đã đánh giá, họ đã đưa ra quyết định rồi, đúng không ạ? Và chính cái tôi cao của họ khiến cho gì ạ? Khiến cho họ không có suy nghĩ được hai chiều, họ không có suy nghĩ được khách quan, cho nên là họ võ đoán, bảo thủ, cố chấp và chủ quan và thiếu sự lắng nghe. Và đây chính là cái thứ mà khiến cho gì ạ? Khiến cho mình có những cái cảm xúc tiêu cực, đúng không ạ? Và đặc biệt có những người thì còn không thừa nhận rằng mình sai, tức là gì ạ? Lúc nào mình nghĩ là mình đúng, bởi vì sao ạ? Trên góc nhìn của mình thì mình đúng mà, đúng không ạ? Cho nên là mình không thừa nhận là mình sai và cũng không dám là thừa nhận rằng người khác đúng, bởi vì họ sợ rằng khi thừa nhận rằng người khác đúng thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ kém cỏi, mình sẽ đau đớn, cho nên là gì ạ? Họ sợ cái điều này, họ là cái người sợ cho nên họ không dám thừa nhận. Và họ khi mà họ có cái tôi cao và thiếu sự thừa nhận như vậy thì họ sợ thiếu sáng suốt, lười tư duy, hẹp hòi và có thể có những cái lời lẽ mà xúc phạm, có những cái gì ạ? Có những câu nói mà xúc phạm người khác, gây tổn thương cho người khác. Đặc biệt nếu như mà có những cái người mà nóng tính thì còn nhảy vào là gì ạ? Hành hung người khác, đúng không ạ? Đây là cái góc nhìn bình thường, góc nhìn của bản thân mình, được chưa? Nếu mà anh chị em mà không có những cái góc nhìn chủ quan như thế này thì xin chúc mừng anh chị em. Anh chị em chúng ta là những cái người mà gì ạ? Rất là khách quan, đúng không ạ? Rất là sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình để hòa hợp, đúng không ạ? Các cái mối quan hệ, đúng không ạ? Để mà giúp chúng ta có một cái cuộc sống viên mãn thành công về cả tiền bạc, kể cả mối quan hệ, đúng không ạ? Bởi vì mối quan hệ nó là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng tạo lên cái chất lượng của cuộc sống. Nếu như mà chúng ta có những cái mối quan hệ chất lượng thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Là chúng ta sẽ có sức khỏe tốt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dễ kiếm tiền hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái sự tự do trong cuộc sống của mình và mình sẽ có một cái gọi là hạnh phúc, đúng không ạ? Vì vậy là gì ạ? Cái việc mà chúng ta phải thay đổi cái góc nhìn của mình để mình có một cái góc nhìn tổng thể hơn, giống như là người ta gọi là con ếch ngồi đáy giếng ấy, thì họ nó chỉ nhìn thấy cái bầu trời bằng cái vung thôi, bằng cái mâm thôi. Cho nên nó nói chuyện với cả bạn bè nó bảo là bầu trời nó chỉ là cái vung thôi. Nhưng mà khi mà nó nhảy ra khỏi cái giếng thì nó nhìn thấy bầu trời rộng bao la. Đúng không ạ? Đó, vì vậy là cho nên là gì ạ? Cho nên là chúng ta cần phải thay đổi cái góc nhìn của mình để mình thấy rằng là ồ, những cái thứ mà mình nhìn thấy ấy, nó chỉ đang là những cái gì đó rất nhỏ bé thôi và chúng ta cần phải thay đổi. Không phải là người khác thay đổi mà chúng ta cần phải thay đổi. Đúng không ạ? Ok nha. Thế thì những cái suy nghĩ như vậy, những cái góc nhìn như vậy, nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào cái góc nhìn của mình, tức là chúng ta không chịu thay đổi góc nhìn mà chúng ta chỉ nhìn bằng góc nhìn của mình, thì cái hậu quả sẽ diễn ra là gì ạ?
À, chúng ta sẽ bế tắc trong các cái mối quan hệ, bế tắc trong việc kiếm tiền, bế tắc trong việc kinh doanh, bế tắc trong việc xây dựng các cái hệ thống, đúng không ạ? Bế tắc trong việc lãnh đạo, bế tắc trong việc mà kết nối với người khác. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, khó khăn trong cuộc đời. Chúng ta sẽ muộn phiền, sẽ buồn phiền, sẽ đau khổ, sẽ căng thẳng, sẽ ghét người này, bỏ người kia, hay nghĩ xấu cho người này, nghĩ xấu cho người khác, hãy nói xấu người này, ui cái con đấy nó thế này, ui thằng đấy nó thế kia, đúng không ạ? Đấy, lúc nào cũng tìm ra cái điểm xấu của người khác để mà gì ạ, để nói xấu, rồi thậm chí là gì ạ, gây gổ, ẩu đả, chiến tranh, đúng không ạ? Rồi những cái sự không thấu hiểu, không hiểu nhau, đó, và nó gây ra đau đớn, gây ra những cái vết thương, gây ra thù hận, đấy, không thấu hiểu của hai người đối tác và khách hàng thì trở nên là gì ạ? Là không mua hàng của nhau nữa, ghét nhau, không mua hàng của nhau nữa. Nếu mà không thấu hiểu của những cái người bạn thì không chơi với nhau nữa. Thấu hiểu của vợ chồng thì làm sao ạ? Thì không ở với nhau nữa. Thấu hiểu của gì ạ? Của hai cái nhóm người thì làm sao ạ? Thì ghét nhau. À, không thấu hiểu của hai cộng đồng người thì làm sao ạ? Thì là gây ra chiến tranh. Hai quốc gia thì tạo ra chiến tranh, hai cái vùng đất, hai cái vùng lãnh thổ thì nó chỉ gây ra chiến tranh thế giới, đúng không ạ? Tất cả nó đều diễn ra từ việc thiếu thấu hiểu người khác, không không đặt mình vào người khác, cho nên là mình không có sự thấu hiểu. Và đây chính là cái vấn đề lớn của phần lớn những cái con người sinh sống trên cái trái đất này, 80%. Cho nên nếu mà anh chị em chúng ta trong phòng Zoom ngày hôm nay mà chúng ta còn đang đang bị cái tình huống này thì chuyện này nó là bình thường anh chị em, hoàn toàn bình thường, anh chị em là người bình thường, không có gì mà phải mệt mỏi, không gì đau khổ hết, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta đã từng nói xấu một ai đó, đã từng suy nghĩ tiêu cực về một cái người nào đó, đã từng có những cái quan điểm nào đó mà mình đã bảo thủ cứng đầu suy nghĩ theo cách của mình và sau đó mình nhận ra rằng cái cách đấy nó không đúng. Comment xuống là gì ạ? Comment xuống là tôi, đúng không ạ? Bởi vì Huy thường xuyên bị như vậy anh chị em. Trước đây Huy thường xuyên bị như vậy, thậm chí bây giờ vẫn bị. Thậm chí bây giờ vẫn bị anh chị em. Cho nên cái chuyện này hoàn toàn bình thường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì xung quanh mình toàn thế mà. Đúng không ạ? Xung quanh mình họ toàn thế thôi. Cho nên việc đầu tiên ấy là kệ mẹ thằng khác nó nghĩ như nào, bây giờ quan trọng nhất là mình nghĩ như nào, đúng không ạ? Bây giờ quan trọng nhất là mình nghĩ thế nào đấy, còn chưa quan tâm đến người khác, họ họ đúng hay sai, họ tốt hay xấu, kệ họ. Việc đầu tiên là mình quan tâm cho mình đúng hay sai, mình tốt hay xấu đã, ok không nhá? Đấy, cho nên là gì ạ? Là đầu tiên là mình phải có sự nhận thức, mình nhận thức đã. Và Huy cũng vậy, Huy thường xuyên phải phải tự vấn mình, phải tự nhận thức xem là mình đã làm đúng hay làm sai. Mà kể cả mình làm đúng mà người ta bảo mình sai thì làm sao ạ? Thì mình cũng phải gì ạ? Mình cũng phải nghĩ, mình cũng phải ngẫm, đúng không ạ? Đấy. Đặc biệt là những người mà họ có cái tư duy hơn mình, đặc biệt là những người họ có cái gì ạ? Họ có một cái kết quả hơn mình, đặc biệt là những người mà họ quan tâm, họ yêu thương, họ muốn tốt cho mình mà họ nói rằng mình sai thì mình phải nghĩ. Còn những người mà họ ghen ghét mình, họ họ nghĩ xấu về mình, họ nói xấu về mình, họ tiêu cực mà họ bắt mình phải theo cái ý của họ thì làm sao? Thì mình cười, đúng không ạ? Bởi vì họ chưa được học cái bài này, đúng không? Ok ạ. Thế nhá. Thế thì khi mà chúng ta nhìn bằng cái con mắt của người thứ nhất ấy thì chúng ta sẽ rất là khó khó để mà có thể sửa được. Nhưng mà chúng ta bắt đầu thay đổi, bắt đầu thay đổi. Đấy. Cái thay đổi đầu tiên của chúng ta ấy, cái góc nhìn hay cái con mắt đầu tiên mà chúng ta thay đổi ấy, đấy. Đấy, để mà thay đổi cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ thay đổi sang cái góc nhìn của người đối diện hay là góc nhìn của người thứ hai. Đấy. Góc nhìn của người đối diện. Anh chị em nhìn này, một cái thằng rất là tức giận với mình, một cái thằng nó đang chỉ trích mình, một cái thằng nó đang chán nản, nó đang buồn phiền vì mình, một cái thằng nó đang thất vọng vì mình,
một cái thằng nó đang có một cái suy nghĩ gì đó tiêu cực với mình, thì làm sao ạ? Thì mình bao giờ mình cũng nhìn thấy cái điều này, thì bao giờ mình cũng xù lông nhím lên để mình bảo vệ, mình phòng thủ, có đúng không ạ? Nếu như có ai đó họ hùng hổ, sau đó họ chỉ trích mình, thì việc đầu tiên ấy là mình bao giờ mình cũng xù lông nhím lên để mình phòng thủ trước đã, mình phòng thủ trước đã, sau đó mình mới gì ạ, mới bắt đầu mới nghĩ được. Đây, cho nên cái phản ứng của con người nó phản ứng rất là bản năng, đây là phản ứng mà từ ngàn đời xưa rồi. Khi mà chúng ta bị tấn công thì bao giờ chúng ta cũng phòng thủ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thay đổi một chút, chúng ta thay đổi sang cái góc nhìn của họ. Bây giờ mình nhìn thằng kia nó rất là tức giận, thì cái thằng đối diện của mình nó đang tức giận với mình bởi vì mình đã làm điều gì đó khiến cho nó tức giận, đúng không ạ? Hoặc nó đang chỉ trích mình, hoặc nó đang thất vọng với mình, đang chán nản với mình, thì việc đầu tiên đó là mình đứng sang cái góc nhìn của họ, mình bảo là ừ nhỉ, tại sao nó lại tức giận, đúng không ạ? Mình sang cái góc nhìn của họ, mình bảo là nếu mà mình là họ thì mình sẽ nhìn thấy điều gì, nếu mà mình có kiến thức, mình có kỹ năng, mình có trình độ giống như họ, cái khả năng tư duy giống như họ, thì mình sẽ nhìn thấy điều gì? À, mình sẽ nhìn thấy một người đã làm cái điều gì đó khiến cho mình nổi giận, và mình có quyền nổi giận, đúng không ạ? Mình có quyền nổi giận, cho nên họ nổi giận nó là chuyện bình thường, dễ hiểu. Anh chị em đồng ý cái quan điểm này không ạ? Tức là khi mà mình đứng sang góc nhìn của họ, giống như là cái đồng chí mà gì ạ, số 6 ấy, đồng chí số 6 này. Bây giờ đồng chí ấy, bây giờ hai thằng cãi nhau, bây giờ chẳng biết thằng nào đúng thằng nào sai. Bây giờ mình cái đầu tiên ấy, là mình bảo là thằng kia nó nói là số 9, thế thì bây giờ mình thử đứng sang góc của nó xem sao, đúng không ạ? Thế là thằng số 6 này mới gì ạ, mới nhấc hai bước chân đứng sang thằng số 9, và lúc đấy nó bảo ừ đúng rồi nhỉ, rõ ràng nó nhìn thấy số 9, cho nên nó cãi mình là đúng rồi, sau đó nó bực mình là đúng rồi, nó tức mình là đúng rồi, nó nhìn thấy số 9 rõ ràng, bởi vì mình đứng ở góc nhìn của nó thì mình cũng nhìn cũng ở số 9. Mình nếu mà mình ở độ tuổi của nó, mình có trải nghiệm, mình có kiến thức, mình có những cái những có cái trong cuộc sống nó gọi là những cái trải nghiệm ấy đó. Ví dụ như là họ có những cái trải nghiệm không tốt về một cái lĩnh vực nào đó thì họ sẽ có những cái phản ứng giống như vậy, được chưa ạ? Nói việc đầu tiên mình đứng sang cái góc của nó, xong mình bảo ừ số 9 mẹ, thế mà tao cứ cãi, tại tao cứ là gì ạ, tao lại cứ số 6, thế mày mày thử đứng sang góc nhìn của tao xem. Thì lúc mà mình sang với nó rồi, mình đồng thuận với nó rồi, mình đồng ý với nó rồi, thì việc đầu tiên ấy là thằng số 9 nó không cãi nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó đúng rồi mà, nó đúng, nó không cãi nữa. Thế mình đứng sang góc số 9, sau đó mình bảo ừ đúng rồi số 9 mẹ, cho nên là gì ạ, thôi mình không cãi nhau nữa, đúng không ạ? Xong bây giờ gì ạ, mày sang góc bên kia mày đứng mày nhìn hộ tao cái, hoặc mày đứng sang kia mày nhìn này, thế nó bảo ừ sang kia tao đứng tao xem, thế bảo ô rõ ràng số 6 này. Ô thế thế là cuối cùng là nãy giờ là cãi nhau là vô bổ à, đúng không ạ? Rõ ràng là gì ạ, là tao sai rồi đó. Tuy nhiên anh chị em nhớ này, trong cuộc sống không phải ai cũng sẵn sàng đứng sang góc nhìn của người khác, đúng không ạ? Trong cuộc sống không phải ai cũng sẵn sàng đứng sang góc nhìn của người khác, cho nên rằng là gì ạ, là cuộc sống nó mới xảy ra vô cùng nhiều những cái vấn đề, nhiều khó khăn như vậy, có phải không ạ? Đó, và chúng ta chính là cái người mà cần phải thay đổi cái điều này. Việc đầu tiên là chúng ta cứ gì ạ, cứ nhìn theo cái góc nhìn của người khác đi. Việc đầu tiên là chúng ta cứ đồng thuận với họ đi đã, được chưa? Việc đầu tiên là chúng ta cứ thay đổi đi đã. Còn tất nhiên có những người ngoài kia là chúng ta thay đổi rồi họ vẫn chưa thay đổi đâu, đúng không ạ? À, bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không được học cái chương trình này, họ không có những cái kiến thức này, cho nên họ không biết điều đó. Đó, về việc của chúng ta là chúng ta cứ làm đúng, còn họ là làm sai, đấy là việc của họ, đúng không ạ? Họ đau khổ, họ buồn phiền, họ họ giận thì đấy là việc của họ, việc của mình làm đúng đã, đúng không ạ? Việc của họ là họ sẽ thay đổi dần dần tùy theo gì ạ, tùy theo cái khả năng nhận thức của họ, tùy theo khả năng nhận thức của họ, đúng không ạ? À, đặc biệt anh chị em thấy là trong gia đình chẳng hạn, trong gia đình hai vợ chồng thì kể cả là yêu thương nhau đến mấy đi chăng nữa,
thì sau khi mà lấy nhau về sau một thời gian thì kiểu gì cũng có cái xung đột. Hầu hết Huy nhìn thấy là đều có những cái xung đột trong vợ chồng, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì hai con người khác nhau, đến từ hai gia đình khác nhau, văn hóa khác nhau, môi trường sinh sống khác nhau, học vấn khác nhau, cái quá trình đào tạo khác nhau, những cái người thầy khác nhau, bố mẹ khác nhau, tính cách khác nhau. Cho nên là khi mà về ở với nhau ấy, kiểu gì nó cũng có những cái xung đột nhất định, đúng không ạ? Và có một người thầy của Huy có nói rằng đó là trong một gia đình hạnh phúc kiểu gì cũng có một người chịu thiệt thòi hơn người khác. Cái người mà sẵn sàng đứng sang góc nhìn của người khác ấy, thường là sẽ người chịu thiệt thòi. Và cái người mà chịu thiệt thòi nhiều hơn đó ấy, thường là cái người thông minh hơn, thường là cái người mà có tầm nhìn xa hơn, cho nên họ sẵn sàng chịu thiệt thòi. Thì trong gia đình của anh chị em ấy, ai sẽ là người thông minh hơn? Trong cuộc sống của chúng ta, ai sẽ là người thông minh hơn? Bởi vì chúng ta là người được học, được hiểu biết hơn, người thông minh hơn, người hiểu biết hơn, người tầm nhìn xa hơn, thường là người chịu thiệt thòi hơn. Bởi vì sao ạ? Mình phải gén nén cái gì ạ? Cái cục tức của mình xuống. Mình rõ ràng mình nhìn thấy số 6 mà mình phải nén cái cục tức của mình xuống để làm gì ạ? Để mình bước sang cái số 9 để mình nhìn theo góc nhìn của nó. Có điên không? Có tức không? Có muốn muốn đấm cho nó mấy cái quả không? Đúng không ạ? Nhưng mà nén xuống. Nén cái gì ạ? Nén cái tôi của mình xuống. Để làm gì ạ? Để đứng sang góc nhìn của họ. Để nhìn theo góc nhìn của họ. Để mình bình tĩnh. Để mình gì ạ? Mình nhẹ lòng. Để mình gì ạ? Mình không bị nóng tính. Để mình không phun ra những cái lời lẽ độc ác. Không phun ra những cái lời lẽ đáng ra mình không nên phun ra, đúng không ạ? Đấy. Và cái người thông minh hơn thường là sẽ cái người mà gì ạ? Bắt đầu thay đổi cái điều này. Và cái người kia thì sao ạ? Có thể họ sẽ thay đổi hoặc họ sẽ không thay đổi. May mắn nếu anh chị em có một cái đối tác mà họ gì ạ? Mà họ sẵn sàng họ thay đổi, họ sẵn sàng họ gì ạ? Họ bước sang cái góc nhìn của mình để họ nhìn theo góc nhìn của mình. Cho nên là gì ạ? Trong cuộc đời nếu mà chúng ta tìm được một cái người nào đó mà họ cũng gì ạ? Họ cũng sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng là gì ạ? Đứng vào góc nhìn của chúng ta và chúng ta cũng sẵn sàng đứng ở góc nhìn của họ, thì đấy là cái gì ạ? Cái may mắn. Đó là những người bạn, đó là những người gì ạ? Đồng nghiệp, đó là những cái người mà gì ạ? Người bạn đời mà tuyệt vời mà chúng ta gì ạ? Nên giữ, đúng không ạ? Còn tất nhiên có những người mà chúng ta đã thay đổi rồi. Chúng ta thay đổi, chúng ta đứng theo góc nhìn của họ rồi, chúng ta đồng thuận với họ rồi, nhưng họ vẫn gì ạ? Họ vẫn không chịu. Và mình cũng vẫn rất là tức. Rõ ràng mình đứng sang góc nhìn của nó rồi, nhưng mà mình vẫn không hiểu tại sao mà nó không đứng sang góc nhìn của mình được, tại sao mà nó không hành xử giống như mình được. Có bao nhiêu anh chị em thấy rằng là gì ạ? Tôi đã đứng, tôi đã cố rồi, đứng sang góc nhìn của nó rồi, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà vẫn không được, không giải quyết được tình hình, không giải quyết được vấn đề. À, như vậy là góc nhìn số 1 này chưa giải quyết được vấn đề. Mặc dù nhé, mặc dù khi anh chị em đứng sang góc nhìn của người đối diện, đứng sang góc nhìn của thằng khác, là chúng ta đã giải quyết được 50% các cái vấn đề trong cuộc sống rồi. Tất cả các vấn đề trong cuộc sống, trong các cái xây dựng mối quan hệ, trong công việc, trong tình cảm gia đình thì đều có thể giải quyết 50% những công việc mà chúng ta gặp, những cái vấn đề gặp trong cuộc sống đều có thể giải quyết nếu mà chúng ta đứng sang góc nhìn của người khác. Đúng không ạ? Tuy nhiên cuộc sống nó không đơn giản như vậy, nó không dễ dàng như vậy, đúng không ạ? Nó vẫn có những lúc mà chúng ta cảm thấy rất là khó xử. Rõ ràng là mình đứng sang góc nhìn của nó rồi mà mình vẫn không hiểu tại sao nó thằng đấy nó vẫn cứng đầu, nó bảo thủ, nó ngang như thế, tại sao nó lại gì ạ? Nó lại xấu như thế, đúng không ạ? Mình vẫn không thể hiểu được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đôi khi mình không có trải nghiệm giống như họ ấy, cho nên mình không hiểu được. Mình cố gắng nhưng mình vẫn không hiểu được. Thì chúng ta sang cái góc nhìn tiếp theo, hay là cái con mắt tiếp theo, đúng không ạ? Cái con mắt thứ hai. Đấy. Góc nhìn thứ hai đó là góc nhìn của cái bậc vĩ nhân. À, góc nhìn của những cái người mà gì ạ? Có người rất là thành công, rất là tài giỏi, rất là gì ạ? Rất là đáng ngưỡng mộ. À, thì đây là cái góc nhìn của những cái người mà gì ạ? Có những cái tầm tư duy rất là cao. Họ có tầm tư duy cao, mình rất là phục họ, mình rất là tin tưởng vào họ.
Và khi mà họ đưa ra những cái hành xử, đưa ra những quyết định ấy, nó thường là đúng đắn, thường là rất là thông minh, rất là thú vị. Đó, thì đây là cái góc nhìn mà chúng ta cần phải nhìn khi mà chúng ta không giải quyết được ở góc nhìn đầu tiên, đó là góc nhìn của người đối diện, góc nhìn thứ hai. Đấy. Góc nhìn thứ hai tức là góc nhìn của người thứ hai chứ không phải là góc nhìn thứ tự ở trong cái bài bài giảng ngày hôm nay. Đó là góc nhìn của người đối diện. Còn góc nhìn thứ hai trong cái bài ngày hôm nay đó là góc nhìn của bậc vĩ nhân. Thế thì ở đây á, là các cái bậc vĩ nhân thì chúng ta có thể thấy như là những cái người như là Bác Hồ này, đấy, như là Einstein này, như là Bill Gates này, như là Obama này, như là Donald Trump này, như là Steve Jobs này. Họ là những cái bộ bộ óc thiên tài và họ là những người có tầm nhìn xa, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà chúng ta gặp một cái vấn đề gì đó, chúng ta cãi nhau, chúng ta không hiểu nhau, chúng ta cãi nhau. Ví dụ những cái việc rất đơn giản như là một cái khái niệm nào đó, một cái công việc nào đó mà chúng ta không hiểu nhau, chúng ta cãi nhau. Thế thì mình chỉ ngồi mình nghĩ này. Nếu mà bây giờ Bác Hồ ở đây thì bác hành xử như nào? Bác sẽ có những cái thái độ giống như mình không? Bác có lời lẽ giống như mình không? Bác có nói giống như mình không? Hay là bác sẽ nói cái gì? Nếu mà Tổng thống Obama ở đây thì ông sẽ nói gì? Nếu mà Bill Gates ở đây, nếu mà ông Bill Gates ấy, ông là mình, hoặc là mình là ông Bill Gates ấy, hoặc là mình là ông Donald Trump ấy, thì mình sẽ nói cái câu gì cho nó hay, cho nó ngầu, cho nó diện giải tỏa các cái vấn đề. Thế thì chúng ta cần tìm cho mình một cái hình mẫu, một cái người vĩ nhân hay là cái người thành công. Vĩ nhân thì nghe nó vẻ hơi xa vời, nhưng mà chúng ta có thể tìm cho mình những cái hình mẫu, những cái con người thành công xung quanh mình để làm gì ạ? Để chúng ta đặt mình vào cái vai trò của họ. Bởi vì sao ạ? Họ là những người có khả năng tư duy và cao, họ là những người có cái sự khéo léo trong các cái xây dựng các mối quan hệ. Cho nên là khi mà mình gặp vấn đề, mình gặp khó khăn ấy, thì mình giả lập, mình giả sử là gì ạ? Mình là họ thì mình sẽ hành xử như nào. Và đây là cái điều mà Huy thường xuyên làm anh nhỉ. Huy thường xuyên làm điều này. Ví dụ như là trước đây khi mà Huy học thầy Phạm Thành Long thì Huy rất là thích cái phong cách của thầy Phạm Thành Long. Cho nên là khi mà mình gặp vấn đề, bây giờ Huy nghĩ là gì ạ? Nếu mà thầy Long ở đây thì thầy sẽ suy nghĩ như nào? Nếu mà thầy ở đây thì sẽ nói cái gì? Đấy, cho nên là mình nói giống như là thầy Long. Đấy. Thì đấy là gì ạ? Đấy là một cái hình mẫu mà Huy là gì ạ? Huy sao chép. Huy sao chép cái hình mẫu đó. Đó. Và trong cuộc đời chúng ta ấy, thì có rất nhiều hình mẫu khác nhau ở trong các cái lĩnh vực khác nhau. Mỗi một lĩnh vực chúng ta lại có những cái hình mẫu khác nhau để chúng ta sao chép. Được ạ? Như vậy là chúng ta cần phải có cái hình mẫu để mà chúng ta sao chép và chúng ta học cách hành xử của họ. Và khi mà chúng ta gặp vấn đề ấy, thì bắt đầu chúng ta lôi cái hình mẫu đấy ra để chúng ta gì ạ? Chúng ta hành xử. Và có 4 bước để giúp chúng ta có thể làm điều này. Bước 1 đó là chúng ta lựa chọn trong cái hình mẫu mà mình ngưỡng mộ, mình yêu quý, mình tôn thờ hoặc là mình tin tưởng, đúng không ạ? Sau đó chúng ta tưởng tượng nếu như họ ở đây thì họ sẽ nghĩ gì và họ xử lý như nào, hoặc là họ sẽ cho chúng ta lời khuyên như nào, họ sẽ hành xử như nào, họ sẽ nói câu nào. Đấy. Đấy. Cho nên là khi mà gặp những cái vấn đề trong cuộc sống, gặp những cái người mà họ chỉ trích chúng ta, gặp những người họ gì ạ? Họ nói xấu chúng ta, hoặc là họ nghĩ xấu của chúng ta, họ thất vọng chúng ta, thì chúng ta đừng đặt mình là mình nữa. Mình không đặt mình vào mình nữa, bởi vì nếu mình đặt mình là mình thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ cáu giận lại, mình sẽ nóng giận lại, mình sẽ đau khổ, mình sẽ mệt mỏi, mình sẽ bế tắc. Nhưng mà mình đặt mình vào cái vai trò một cái người mà rất là thành công, rất là gì ạ? Là gọi là giỏi trong các cái việc xây dựng mối quan hệ, rồi trong cái việc mà xử lý các vấn đề. Thì nếu mà họ là chúng ta, họ ở đây thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ đối mặt với cái tình huống đó như thế nào? Đúng không ạ? Họ sẽ đối mặt với tình huống đó như nào? Họ có hành xử giống như mình không? Họ có hùng hùng hổ hổ giống như mình không? Họ có phun ra những cái lời nói giống như mình không? À, Huy tin rằng họ sẽ nói khác, đúng không ạ? Huy tin rằng là anh chị em chúng ta lúc đó sẽ hành xử khác. Đó. Và khi đó thì sao ạ?
Khi đó thì chúng ta sẽ sao chép cái suy nghĩ và hành động của họ, và chúng ta sẽ hành xử giống như là họ đang ở đây. Giống như họ đang ở đây. Ví dụ như này, bây giờ chúng ta mong muốn để trở thành cái người là thành công, chúng ta muốn trở thành là tỷ phú, hoặc là triệu phú đô la ấy, hoặc là tỷ phú Việt Nam đồng. Thì bây giờ chúng ta nghĩ xem những cái người triệu phú đô la, những người tỷ phú đó, họ suy nghĩ như nào, họ hành động như nào, họ nói như nào. Thì bây giờ mình sao chép cái cách đó của họ và mình làm giống như vậy đi. Đúng không ạ? Bây giờ mình chưa phải triệu phú, bây giờ mình chưa phải tỷ phú, nhưng mà mình sao chép cách làm, cách nói của họ. Bởi vì sao ạ? Họ nói, họ làm, họ đi, họ đứng, và họ đã trở thành tỷ phú rồi. Như vậy là gì ạ? Những cái suy nghĩ của họ ít nhất nó là đúng hơn cái suy nghĩ của mình. Đúng không ạ? Đấy. Vì vậy là chúng ta hãy gì ạ? Hãy sao chép cái suy nghĩ và hành động của họ và mình áp vào trong cuộc sống của mình. Mình có thể ghen ghét người này, ghen ghét người kia, nhưng mà với họ thì họ không. Họ ghen ghét để làm gì? Họ không ghen ghét. Bởi vì sao ạ? Họ biết rằng cái điều đó không tốt cho sự nghiệp của họ, cho công việc của họ, cho mối quan hệ của họ. Cho nên họ không ghen ghét người khác. Người ta gọi là con người sống để yêu thương nhau, tại sao mình lại ghét nhau? Đúng không anh em? Đấy. Có người nào họ ghét mình thì làm sao? Thì thôi, kệ họ, họ không nhận thức ra được thì thôi. Thì mình nhờ người này người kia để giúp họ nhận thức thôi. Mình nói cái này cái kia để giúp họ nhận thức thôi. Chứ còn nếu mà họ đang chưa nhận thức được thôi, để nguyên họ đấy. Đúng không ạ? Không cần phải cố gắng để chứng minh là đúng hay sai. Kệ. Kệ họ. Đúng không ạ? Đấy. Và những cái người thành công họ sẽ xử lý khác. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái hình mẫu và chúng ta sao chép cái hình mẫu đó. Và sau đó chúng ta kiểm chứng xem kết quả có thực sự hiệu quả hay không. Và Huy thấy cái điều này thực sự hiệu quả. Rất nhiều lần Huy đã thử và cực kỳ hiệu quả anh em. Tất nhiên nó không hiệu quả 100%, bởi vì có thể là chúng ta sao chép nó chưa đúng. Ví dụ là cái hình mẫu đó là họ, chúng ta chưa hiểu họ, cho nên chúng ta sao chép bị sai. Chúng ta sao chép nửa vời, chúng ta sao chép chỉ được một nửa thôi. Hoặc là lúc mà chúng ta nóng giận lên ấy, thì chúng ta quên luôn mất cái việc sao chép. Cái trường hợp này là có anh chị em. Huy thường xuyên là bị. Huy thường xuyên là cái người tức là mình lúc mà mình nóng lên ấy, thì là mình quên luôn. Đấy. Nhưng mà sau đấy thì mình lại nhớ ra. Đấy. Sau khi mà mình bình tĩnh lại thì mình lại nhớ ra. Thì mình lại mình hành xử như thế là không đúng, mình hành xử như thế là sai rồi. Và mỗi một lần như vậy là mình rút ra được một bài học cho mình. Mỗi lần như vậy thì mình lại trưởng thành hơn một chút. Mỗi lần như vậy thì mình lại thay đổi một chút. Đó, tuy nhiên, những cái người mà mình đã làm cho họ tổn thương rồi ấy, thì không có cách nào để mà mình có thể lấy lại được. Không cách nào để mình có thể lấy lại được. Vì vậy là gì ạ? Mình đành phải rút kinh nghiệm để từ lần sau mình hạn chế tối đa khi mà làm tổn thương người khác. Đấy, và điều này là điều Huy đã làm được. Huy hạn chế tối đa trong cái việc mà dùng những cái ngôn từ mà gây sát thương cho người khác. Bởi vì trước đây Huy thường xuyên dùng những cái ngôn từ gây sát thương. Bởi vì mình là cái người khá là nóng tính và khá là bảo thủ, khá là cứng đầu. Đấy, cho nên là mình rất là thích cãi nhau. Ngày xưa Huy thích cãi nhau lắm, thích tranh luận lắm. Bởi vì tranh luận xong rồi mình chiến thắng ấy, mình cảm giác khoan khoái khi mà mình chiến thắng và mình chứng minh cho thằng khác là nó thua, là mình rất là sung sướng. Nhưng mà bây giờ mình không sướng với cái cảm giác đấy nữa, mà mình cảm thấy nguy hiểm khi mà mình chứng minh được là mình đúng, nó sai. Thì làm sao? Thì mình cảm thấy nguy hiểm, bởi vì mình biết rằng như vậy là mình đang làm mất đi một cái mối quan hệ, cho nên mình cảm thấy nguy hiểm. Đó, thì đấy là cái góc nhìn của cái người vĩ nhân. Cái người vĩ nhân tức là cái người mà họ có tầm nhìn xa ấy, thì họ sẽ nhìn ở cái tầm nhìn gọi là gì ạ, là lâu dài. Giống như là Huy nói lúc mới đầu ấy, hai vợ chồng ấy, thì thường là cái người mà gì ạ, cái người mà chịu thiệt thòi hơn là người thông minh hơn, người có tầm nhìn hơn ấy. Bởi vì sao ạ? Cái người mà tầm nhìn ngắn thì họ chỉ là gì ạ, là cãi nhau để chứng minh họ đúng ở thời điểm đó thôi. Còn cái người mà chịu nhịn chấp nhận là mình sai, chấp nhận đứng sang góc nhìn của người khác, bởi vì họ nhìn vào gì ạ, họ nhìn vào toàn thể, họ nhìn vào gì ạ, cái chung, họ nhìn vào tương lai chứ họ không nhìn vào thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại thì họ cũng tức lắm chứ, họ cũng bực lắm chứ, họ cũng muốn nóng lắm chứ, nhưng họ nghĩ rằng là gì ạ, à nếu mà mình nóng thì làm sao ạ, thì tương lai nó không có tốt.
tương lai nó không có hiệu quả, nó không có phát triển, mà có thể nó đi vào bế tắc. Cho nên là gì ạ, họ nhịn ở thời điểm này để mà gì ạ, để mà có một tương lai tốt hơn đấy. Cho nên là gì ạ, cho nên là nếu mà anh chị em chúng ta trong gia đình ấy, đấy, thì ai sẽ là người gì ạ, người giữ gìn hạnh phúc trong gia đình, ai sẽ là người mà gì ạ, là người phải thay đổi trong gia đình, hoặc trong hai mối quan hệ ai sẽ phải là người gì ạ, người thay đổi để mà gì ạ, gìn giữ mối quan hệ đó, theo anh chị em ai ạ? Đấy, một số người thì nói là chồng, một số người thì nói là vợ, một số người thì nói là gì, một số người thì nói là gì ạ, trong gia đình ai là người gìn giữ hạnh phúc gia đình ạ? À, một số người thì nói là cả hai. Cả hai bắt đầu từ ai? Giống như là gì ạ? Giống như là cái câu chuyện là số 6 với số 9 ấy. Đúng không ạ? Số 6 với số 9 ấy. Bây giờ hai thằng bây giờ mày phải thay đổi thì tao mới thay đổi. Mày phải đứng sang góc nhìn của tao thì tao mới đứng sang góc nhìn của mày. Tại sao mày bắt tao đứng sang góc nhìn của tao? Tại sao mày bắt tao phải đứng sang góc nhìn của mày? Tao không đứng đây làm sao? Đấy, có nhiều người bảo là bắt đầu từ người chồng. Đấy, chắc là cô này chắc là vợ. Cái người mà bắt đầu thay đổi không phải là chồng cũng chẳng phải là vợ, mà ai ạ? Mà là mình. Bắt đầu từ mình. Mình phải là người thay đổi, bởi vì mình là cái người được học, chứ còn cái ông kia ông được học đâu. Cái bà kia bà có được học đâu. Bà ấy không biết cái điều này. Mà mình đứng sang góc nhìn của người không biết thì họ họ không thay đổi, họ không đứng sang góc nhìn được của mình. Đó là chuyện làm sao? Chuyện bình thường. Đúng không ạ? Nó là chuyện bình thường. Cho nên là việc của mình ấy, đó là mình là người thay đổi, bởi vì mình là cái người ăn có học chứ có phải là họ đâu. Cho nên là họ không có ăn có học, à, không phải là họ không có ăn có học mà họ không được học cái chương trình này thôi. Chứ họ giỏi hơn mình nhiều. Họ giỏi hơn mình, nhưng mà họ không giỏi hơn mình ở cái điểm này thôi. Thế mình điểm này mình giỏi hơn họ, mình cảm thấy sung sướng nhé. Mình phải cảm thấy thoải mái nhé. Mình đứng sang góc nhìn của họ được bởi vì mình giỏi hơn họ thì mình mới đứng sang góc nhìn của họ. Còn mình họ kém hơn mình cho nên họ không đứng sang góc nhìn của mình được. Đúng không anh chị em? Cái điều này đúng không ạ? Mình giỏi hơn họ ở cái điểm này này, cho nên mình có thể đứng sang góc nhìn của họ được. Đấy. Đấy nhá. Đấy cho nên là gì ạ? Mà khi mà những cái người mà rất là giỏi rồi, họ rất là thành công rồi thì họ sẽ có cái góc nhìn khác và họ sẽ có cái hành xử khác. Họ không còn cái sự cái đau khổ mệt mỏi giống như mình nữa, đúng không ạ? Rồi. Vẫn chưa xử lý được hết vấn đề anh, xử lý được 80% vấn đề rồi. Vẫn còn 20% nữa chưa xử lý hết. Vẫn còn đau khổ, vẫn còn mệt mỏi, vẫn còn gì ạ, căng thẳng, vẫn còn bế tắc. Vẫn còn chưa xử lý được 20% nữa, anh chị em muốn xử lý lộn 20% không? Tức là trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta không thể nào mà xử lý được, và chúng ta rất là bế tắc. À, ví dụ như là bây giờ đang nợ 200 triệu nó bù đầu, bây giờ học hành cái gì? Bây giờ cuối năm rồi, con nợ nó đang gì ạ? Đang siết nợ, nó đang 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 gọi là đến tận nhà, nó đập nhà đây, còn xử lý cái gì? Bây giờ thay đổi góc nhìn cái gì, làm sao mà xử lý được? Thay đổi góc nhìn thì có trả nợ được không? Thay đổi góc nhìn thì nó có giãn nợ, nó có gì ạ cho mình không? Đấy, anh chị em thấy cái trường hợp này có xảy ra không ạ? Thường xuyên đúng không ạ? Như vậy là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là trong cuộc sống có vô vàn những cái điều mà khác nhau mà bất ngờ nó xảy đến với mình, và đôi khi mình không lường trước được, đôi khi mình không lường trước được, và chúng ta tiếp tục cần phải nhìn ở góc nhìn của cái gì ạ, cái nhìn của cái người góc nhìn thứ ba nữa, hoặc là chúng ta yêu một người nào đó sau đó là mình không được họ yêu, gọi là thất tình ấy, đau khổ vô cùng luôn. Đau khổ buồn bã rồi mình nghĩ rằng là không có ai trên thế giới này cần mình nữa, họ không cần mình, tại sao họ lại phản bội mình, tại sao là mình xinh đẹp như này mà họ lại phản bội mình, tại sao mình tốt như thế này mà họ lại phản bội mình, tại sao họ nói yêu mình mà họ lại đi đi với người khác. Có trường hợp này xảy ra không anh em? Có đấy, có trường hợp này đấy, và trường hợp này nó khiến cho chúng ta cực kỳ đau khổ đúng không ạ, làm chúng ta cực kỳ buồn đúng không ạ, làm chúng ta cảm thấy thất vọng đúng không ạ, cảm thấy chán nản đúng không ạ, cảm thấy rất nhiều những cái cảm xúc tiêu cực đúng không ạ. Đó, tuy nhiên
chúng ta đứng ở góc nhìn của cái người thứ ba, hay là gì ạ, hãy nhìn bằng cái con mắt thứ ba, đó là gì ạ, đó là con mắt của gì ạ, con mắt của Chúa toàn năng, con mắt của Chúa toàn năng, được chưa ạ? Chúa toàn năng thì sao ạ? Thì Chúa ở đây ấy, nó không phải là Chúa trời mà cái Chúa ở cái tôn giáo nào đâu anh chị em nhé. Đấy, trên thế giới thì có rất nhiều tôn giáo, nó có hơn 10.000 tôn giáo khác nhau, được chưa ạ? Và mỗi một tôn giáo thì nó sẽ có những cái định nghĩa về Chúa, về thần, về Phật, về ông trời khác nhau. Đấy, thì ở đây Chúa toàn năng tức là cái người mà tạo ra cái vũ trụ này. Ví dụ như là Huy thì Huy vô thần, tức là không theo cái đạo nào cả. Đấy, vô thần, không theo một cái tôn giáo nào cả. Nhưng mà Huy có cái Chúa của Huy. Đấy, chút nữa Huy sẽ nói về điều này, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây ấy, mình đang nói đến cái việc mà nếu mà cái người mà tạo ra vũ trụ, người sáng lập ra cái vũ trụ này, thì họ sẽ nhìn vào cái hoàn cảnh, cái tình cảnh của mình, họ sẽ nghĩ gì? À, mình vừa bị người yêu bỏ, mình đang thất tình này. Nhưng nếu mà Chúa thì họ sẽ nghĩ gì? Nếu mà Chúa ở đây, Chúa sẽ nghĩ gì? Chúa ở đây, Chúa sẽ cho ra lời khuyên gì? Đấy chứ ạ? À, và hãy làm theo lời của Chúa mách bảo và kiểm chứng kết quả. Nhưng thực tế là như này, khi mà chúng ta đang rất là đau khổ, rất là buồn phiền, thì nếu Chúa ở đây, Chúa nghĩ gì? Chúa sẽ chẳng nghĩ gì cả. Thế Chúa ở đây, Chúa sẽ cho chúng ta lời khuyên gì? Chúa cũng chẳng cho ta lời khuyên gì cả. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì Chúa còn nhiều thứ bận rộn hơn, đúng không ạ? Bởi vì Chúa còn nhiều thứ lớn lao hơn để phải làm. Còn cái việc của chúng ta ấy, nhỏ tí như là cái con kiến vẫn bé, là con vi khuẩn ấy, con virus ấy, con virus nó còn bé hơn con vi khuẩn, đúng không ạ? Bé tí. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta biết là vũ trụ này rất là rộng lớn, thế giới này rất là rộng lớn, chúng ta chỉ là một trong gì ạ, trong 7 tỷ người trên thế giới này thôi. Chúng ta chỉ là một trong 7 tỷ người trên thế giới này thôi. Chúng ta là một sinh linh vô cùng nhỏ bé ở trên trái đất này. Và trái đất thì sao ạ? Trái đất thì vô cùng là gì ạ? Nhỏ bé ở trong vũ trụ này. Đấy. Tính ra cả cuộc đời con người ấy, giỏi được 80 năm. Cho hẳn 100 năm đi. Đúng không ạ? Nhưng mà so với tuổi của trái đất thì sao ạ? Bé tí. Nó chỉ bằng cái búng tay thôi. Đúng không ạ? Trái đất có tuổi là 4,5 tỷ năm. Vũ trụ thì có thời gian tồn tại là 13,8 tỷ năm theo những gì các nhà khoa học đo lường được đến thời điểm này. Và càng về sau họ càng đo lường được cái thời gian tồn tại của gì ạ? Vũ trụ nó càng ngày càng dài hơn. Đấy, mỗi lần nó dài hơn tỷ năm là chuyện bình thường anh chị em. Và có hơn 2.000 tỷ, anh chị em nhớ nhé, 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ này. Mỗi thiên hà này thì có khoảng độ gì ạ? 1.000 tỷ tỷ ngôi sao. Mỗi thiên hà lại có khoảng độ 1 đến 100.000 tỷ ngôi sao. Mỗi ngôi sao lại có vô số các cái hành tinh quay xung quanh. Và trái đất chỉ là một trong số những cái hành tinh quay quanh một cái ngôi sao gọi là mặt trời, trong cái hệ mặt trời, nằm trong cái gì ạ? Nằm trong dải ngân hà. Mà dải ngân hà của chúng ta ấy, thì nó là một cái thiên hà vô cùng nhỏ bé ở trong vũ trụ thôi. Anh chị em tưởng tượng được điều này không? Cái dải ngân hà hay là cái thiên hà của chúng ta ấy, nó có hàng tỷ ngôi sao giống như mặt trời, và chúng ta chỉ là một phần nhỏ của cái dải hệ mặt trời đấy thôi. Đấy, tức là một cái hành tinh quay quanh cái ngôi sao đấy thôi. Đấy, và trái đất rất là rộng lớn, có 7 tỷ người, chúng ta chỉ là một cái sinh linh vô cùng nhỏ bé thôi. Đấy, và cuộc đời chúng ta cũng rất là ngắn ngủi thôi. Nếu mà chúng ta nhìn rộng ra theo cái góc nhìn của Chúa toàn năng, có đúng không ạ? Và khi đó thì cái việc mà chúng ta thất tình, việc chúng ta là gì ạ, chúng ta không hài lòng với người khác về một cái điều gì đó, bởi vì họ nói xấu chúng ta, họ nghĩ xấu chúng ta, họ làm cái điều gì đó xấu chúng ta, họ nói những cái câu nói ảnh hưởng đến chúng ta, và chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta khó chịu, rồi bây giờ chúng ta
thử đặt mình vào vai trò của Chúa toàn năng xem. Rồi, Chúa có bực không? Nếu mà Chúa ở đây, Chúa có bực không anh chị em? Lắc đầu. Đúng không ạ? Nếu mà Chúa ở đây, Chúa có đau đầu vì cái câu nói ảnh hưởng đến cái gì ạ? Cái tôn nghiêm của chúng ta không? Nếu mà Chúa ở đây, Chúa có bực bội vì có ai đó nói xấu Chúa không? Rất nhiều người thằng ngoài kia báng bổ Chúa. Nhưng mà làm sao ạ? Chúa cũng gì ạ? À, chúng cũng chẳng quan tâm. Bởi vì mối quan tâm của Chúa làm sao ạ? Lớn hơn thế rất nhiều. Đúng không ạ? Đấy. Lớn hơn thế rất nhiều. Cho nên là Chúa không để tâm, để quan tâm đến những cái thứ mà gì ạ? Nhỏ nhặt vụn vặt như vậy. À, như vậy là gì ạ? Nếu mà chúng ta đứng ở vai trò cái người bậc vĩ nhân ấy, là chúng ta đã có tầm nhìn xa hơn rồi. Nhưng khi mà chúng ta đứng ở vai trò của Chúa toàn năng thì chúng ta có tầm nhìn xa hơn nữa. Và khi đó làm sao ạ? Chúng ta nhìn thấy tổng thể này, rộng lớn như này. Thì cái vấn đề chúng ta làm sao ạ? Nhỏ xíu. Biến cái vấn đề lớn thành vấn đề nhỏ. Nó nhỏ đến mức làm sao ạ? Không nhìn thấy luôn. Vấn đề lớn như là trái đất. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy như này. Trái đất bây giờ gì ạ? Nếu mà trong vũ trụ trái đất làm sao ạ? Trái đất nó chỉ như là cái gì ạ? Là con virus thôi. Nó chỉ là con virus thôi. Bình thường chúng ta nhìn trái đất rất là rộng lớn, nhưng mà khi mà so với vũ trụ thì trái đất nó chỉ bé một con virus thôi. Đấy. Mỗi một thiên hà ấy, thì nó có đơn vị đo, nó gọi là parsec, parsec. Đấy. Thì mỗi một thiên hà thì nó có từ tâm thiên hà ra đến mép thiên hà, nó gọi là 1.000 parsec. 1.000 parsec nó tương đương khoảng độ một khoảng độ mấy mấy tỷ năm ánh sáng. Đấy. Mấy trăm nghìn năm ánh sáng, tùy cái thiên hà rộng thiên hà bé, hoặc mấy mấy nghìn năm ánh sáng hoặc mấy tỷ năm ánh sáng. Nhưng mà giữa thiên hà này với thiên hà khác ấy, thì nó là gì ạ? Nó lại gấp hàng tỷ lần như thế, tức là cái khoảng cách giữa các thiên hà ấy, nó lại còn gì ạ? Nó còn lớn hơn vô cùng nhiều cái khoảng cách từ từ tâm thiên hà cho đến mép thiên hà. Đấy. Như vậy là gì ạ? Vũ trụ này rộng lớn bao la anh chị em, rộng lớn bao la luôn. Cho nên là gì ạ? Là trái đất lúc đó là gì ạ? Là bé tí tẹo teo, nó chỉ là một con virus thôi. Đang một cái trái đất lớn như này nó biến thành một con virus. Thế thì là gì ạ? Cái vấn đề chúng ta đang lớn như này, vấn đề chúng ta đang cảm tưởng là đang rất đau khổ, đang rất là buồn bực, đang rất là gì ạ? Mệt mỏi với nó, thì nó gì ạ? Nó bé tí nếu mà góc nhìn của Chúa, với góc nhìn của Chúa, đúng không ạ? Như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy cái vấn đề chúng ta nó bé như vậy thì sao ạ? À, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Bình thường thôi, tất cả mọi thứ nó đều gì ạ? Bình thường thôi, nó nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi thôi, nó chẳng có gì phải ghê gớm, chẳng có gì phải đau khổ, chẳng có gì mệt mỏi, chẳng có gì mình phải buồn phiền cả, đúng không? Và khi đó thì sao? Khi đó chúng ta sẽ giải quyết được cái tâm trạng của mình, khi đó chúng ta sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình, khi đó chúng ta sẽ nhẹ lòng hơn, và khi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng mở lòng hơn đối với người khác. Và khi đó thì chúng ta mới đủ lớn để chấp nhận cái sự khác biệt của người khác. Và khi đó chúng ta mới dễ dàng đứng sang vai trò của người khác, dễ dàng đứng sang góc nhìn của người khác. Bởi vì chúng ta chỉ đứng sang góc nhìn của người khác khi và chỉ khi chúng ta kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Khi và chỉ khi mà chúng ta sẵn sàng đón nhận cái gì ạ? Cái tư duy, cái tư tưởng của họ. Sẵn sàng chúng ta gì ạ? Chúng ta đón nhận cái sự bực tức của họ. Họ bực tức là đúng mà. Do mình cho nên họ mới bực tức mà, đúng không ạ? Do mình cho họ mới cáu mà, do mình cho họ cho nên họ mới gì ạ? Họ buồn mà, họ mới phiền mà, họ mới thất vọng mà. Do mình làm cái điều gì đó hoặc mình chưa làm điều gì đó mới dẫn đến họ buồn phiền như vậy. Cho nên họ buồn phiền, họ tức giận, họ thất vọng bởi vì mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lỗi của mình, đúng không ạ? Khi đó thì chúng ta mới gì ạ? Mới sẵn sàng là nhận lỗi về mình, đúng không ạ? Và nhận lỗi một cách gì ạ? Một cách thực sự. Nhận lỗi một cách thực sự, chứ không chỉ là nhận lỗi một cách hời hợt cho nó xong. Nếu mà chúng ta chỉ dùng cái góc nhìn của người đối diện thì có thể là chúng ta phải miễn cưỡng. Nếu mà chúng ta nhìn góc nhìn của cái người gì ạ? Người vĩ nhân là chúng ta đã giải quyết được phần lớn rồi, 80% rồi. Nhưng khi mà chúng ta góc nhìn của Chúa toàn năng thì chúng ta giải quyết được 100% các cái công việc, trong các cái vấn đề, các cái cảm xúc trong cuộc sống. Bởi vì tất cả cái cảm xúc lúc đó nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là tích tắc thôi. Nó chẳng là cái gì ghê gớm đối với Chúa cả. Cho nên là gì ạ? Lúc đó thì chúng ta thấy, à đúng rồi, thế thì cuộc đời nó ngắn ngủi như vậy, tại sao chúng ta phải ghen ghét nhau, tại sao chúng ta phải nói xấu nhau, tại sao chúng ta phải bực tức với nhau, tại sao chúng ta phải nghi ngờ nhau, tại sao chúng ta phải buồn phiền vì nhau, tại sao chúng ta không sống được là gì ạ? Là chính mình,
Tại sao mình không sung sướng? Tại sao mình không hạnh phúc? Tại sao mình không thoải mái? Tại sao mình không nhẹ nhàng mà sống? Tại sao phải sống phải đau khổ như vậy? Đúng không ạ? Cuộc đời rất là ngắn ngủi so với vũ trụ, so với tuổi vũ trụ, đúng không ạ? Hàng tỷ năm so với cả mấy chục năm anh chị em đấy. Thấy một con số. Bây giờ anh chị em số 5 anh chị em khó khó phân biệt. Bây giờ anh chị em so sánh 80.000 với cả 13,8 tỷ thì nó 80.000 ấy với cả 13,8 tỷ Việt Nam đồng thì chúng ta thấy con số nó đã dễ hiểu hơn không ạ? 80.000 thì mua được cái gì? 13,8 tỷ thì mua được cái gì? Đấy, thì cái con số nó lớn hơn rất rất nhiều lần, đúng không ạ? Đấy, thì thế cho nó dễ dễ hình dung. Đó, mình thay đổi góc nhìn đi tí. Đó, dễ hình dung, đúng chưa ạ? Đấy. Và ở đây á cái Huy nói thêm cái điều nữa, không một số anh chị em lại hiểu nhầm về cái Chúa. Ở đây á là Chúa chỉ đơn giản nó là gì ạ? Nó là một cái niềm tin. Tất cả các tôn giáo về cơ bản nó đều là gì ạ? Nó đều là xây dựng lên những cái niềm tin và những cái lý thuyết về những cái phong tục, những cái tập quán, những cái nghi lễ để mà giải giải thích thế giới. Cho nên mỗi một cái tôn giáo sẽ có một cái cách giải thích thế giới khác nhau. Và khi mà các cái tôn giáo họ xung đột với nhau về mặt niềm tin ấy thì họ sẽ tạo ra những cái gọi là cuộc thánh chiến. Tức là hai ông có niềm tin khác nhau ấy, ngồi với nhau làm sao ạ? Sẽ oánh nhau. Đấy, đúng chưa ạ? Đấy. Cho nên là chị ạ, chúng ta không cần thiết là phải theo một cái tôn giáo nào đó. Nếu mà anh chị em đang theo một tôn giáo nào đó, đang có một cái tôn giáo nào đó thì xin chúc mừng anh chị em. Bởi vì trong cuộc đời con người chúng ta là chúng ta cần phải xây dựng cho mình một cái niềm tin nào đó mạnh mẽ. Mình phải tin một cái điều gì đó mạnh mẽ. Mình không có niềm tin thì mình sống nó vật vờ như là cái lục bình trôi trên sông ấy. Tức là mình không có biết bám vào cái gì cả. Cho nên chúng ta phải cần phải xây dựng cho mình cái niềm tin mạnh mẽ. Muốn thành công thì chúng ta phải có niềm tin mạnh mẽ vào cái gì đó. Được chưa? Cho nên anh chị em đang có một tôn giáo rất tuyệt vời. Nhưng mà Huy không có một cái tôn giáo nào cả, nhưng mà Huy có niềm tin mạnh mẽ. Niềm tin là gì ạ? Cái Chúa trời của Huy á, đó là gì ạ? Đó là những cái quy luật. Những cái quy luật bất biến ngàn đời, vạn đời, tỷ đời trước ấy. Kể cả là cái quy luật mà hình thành vũ trụ ấy. Đấy, cái quy luật là luật hấp dẫn. Thì chính là cái quy luật mà nó hình thành vũ trụ này. Quy luật tiến hóa, quy luật phát triển. Đấy, kiểu kiểu đó. Những cái quy luật đó chính là những cái quy luật mà gì ạ? Mà trước khi mà có con người, trước khi mà có khủng long, trước khi mà có trái đất này, nó đã tồn tại rồi. Thì đấy là quy luật ngàn đời và Huy có cái niềm tin mạnh mẽ vào các cái quy luật đó. Và đó chính là Chúa của Huy. Các quy luật nó chính là Chúa. Ở Chúa ở tầm gì ạ? Tầm 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 vũ trụ ấy thì nó là gì ạ? Là Chúa ở tầm quy luật. Tức là họ là gì ạ? Là quy luật Chúa. Họ có thể họ tạo ra cái quy luật đó. Thế quy luật đó ở đâu ra? Ai tạo ra quy luật đó, đúng không ạ? Thì đấy là những cái người tạo ra, gọi là người tạo ra thì đấy là mình nhân cách hóa thôi, chứ còn đấng tạo hóa thì không có hình hài và họ là gì? Họ là quy luật. Chúa ở đây chính là các quy luật, đúng không ạ? Và mình có niềm tin mạnh mẽ vào các quy luật thì đấy là niềm tin vào Chúa. Đấy, thì đơn giản như vậy thôi. Ok không ạ? Đấy là cái giải thích một chút để anh chị em lại không lại nghĩ rằng là Huy đang truyền bá cái đạo nào đấy, không có đạo nào hết anh chị em nhé. Đấy. Ok, có một cái câu chuyện rất là muốn kể với anh chị em là câu chuyện về cái đồng hồ. Để mà chúng ta thấy rằng là việc mà thay đổi góc nhìn nó quan trọng như nào. Thế có một cái ông bố đang muộn giờ đi làm rồi mà ông ấy không tìm được cái đồng hồ. Mà rõ ràng ông có một cái thói quen là đi ra ngoài đường là phải đeo cái đồng hồ. Mà không thể nào tìm được cái đồng hồ nữa, đang vội, đang bận như này mà đồng hồ không tìm được. Thế thì thằng con mới bảo là: "Bố, để con tìm cho." Thế nó chạy vào trong phòng. Một lúc sau nó chạy ra, nó mang đồng hồ cho bố. Ông bố nhìn cái đồng hồ lập tức là gì ạ? Tát cho con thằng con hai cái: "Mày giấu đồng hồ của bố đúng không? Bố đang bận như này, bố đang 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 gấp như này mà mày mày mãi mà mày không 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 chịu lấy. Đến lúc mà bố phải gào thét lên là cuối cùng là mày mới mới lấy đồng hồ cho bố." Thằng con mới bảo: "Đúng, có phải con giấu đồng hồ của bố đâu. Thế tại sao mà mày mày tìm thấy? Tại sao bố không tìm thấy mà mày tìm thấy? Chứng tỏ là mày giấu đồng hồ của bố đúng không?" "Nhưng mà không, con có giấu đồng hồ của bố đâu. Bố để mà con giấu đồng hồ của bố." "Nhưng mà thế mày làm sao mày tìm đấy?" "Mà con làm gì đâu, con chẳng làm gì, con chỉ có nhắm mắt thôi." "Mà nhắm mắt làm sao mà tìm thấy đồng hồ?" "Con nhắm mắt xong rồi con lắng nghe. Con nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Sau đó là con đi đến chỗ mà nghe thấy tiếng kêu đó và con tìm thấy cái đồng hồ."
Thế thì ông bố sao? Ông bố lại giật mình, thôi chết rồi. Mình đang đứng góc nhìn của cái người đang rất là vội. Góc nhìn của mình đó là mình đang rất vội. Mà thằng con nó tìm thấy đồng hồ chứng tỏ là gì ạ? Mình suy ra. Đấy, mình suy luận một cách chủ quan, đó là gì ạ? Nó giấu đồng hồ. Cho nên mình bực tức, mình gì ạ? Đánh nó, mình là gì ạ? Người lớn mà, mình có quyền đánh con, bởi vì sao ạ? Bởi vì nó bé, nó không có quyền phản kháng. Đấy, đúng không ạ? Đấy, cho nên rất là nhiều người có những cái thái độ, có những cái hành xử như vậy. Thế thì làm sao ạ? Nhưng mà góc nhìn của đứa trẻ con lúc đấy thì mình, à, mình chết rồi, mình sai rồi. Nhưng mà thường ấy, ông bố là thường là không nhận ra mình sai và không xin lỗi con đâu, rất ít, đúng không ạ? Đấy, và đấy là một cái gì ạ? Cái bài học cho những cái người mà mình thấy rằng là gì ạ? Đôi khi mình có những cái suy nghĩ chủ quan, đôi khi mình suy nghĩ mà phiến diện, mà mình vội vã để mà mình đưa ra những cái quyết định, mà những cái quyết định đó có thể sai lầm. Và đôi khi mà chúng ta sẽ làm tổn thương đến người khác chỉ vì những cái quyết định sai lầm của mình. Đôi khi là chúng ta sẽ gì ạ? Làm ảnh hưởng đến người khác chỉ vì những cái sự võ đoán, cái sự suy nghĩ một cách gọi là gì ạ? Là thiếu thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin của mình. Đấy. Và điều này chính là cái điều gây ra phần lớn những cái sự rạn nứt trong các mối quan hệ. Và những cái người nào mà đang gặp cái tình trạng này thì hãy nhanh chóng gì ạ? Nhanh chóng thay đổi mình để làm sao? Để mình trở thành cái người mà có một cái góc nhìn tốt hơn, có một cái tư duy tốt hơn, để mà chúng ta có khả năng xây dựng các cái mối quan hệ tốt hơn. Và đây chính là cái bài học mà Huy rất là thấm, Huy rất là thích. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trước đây Huy chính là cái người như vậy, trước đây Huy chính là cái ông bố như vậy. Trước đây Huy đã gặp rất nhiều đau khổ trong các cái việc xây dựng các mối quan hệ. Huy gặp rất nhiều thất bại trong việc xây dựng các mối quan hệ. Và đây chính là bài học xương máu mà Huy đã trải qua rất nhiều những cái tình huống như vậy. Chỉ vì đó là gì ạ? Đó là mình không đặt được mình vào vai trò của người khác. Chỉ vì mình đau khổ, mình mệt mỏi vì những cái áp lực, những cái suy nghĩ, những cái tiêu cực của người khác. Bởi vì chính trong đầu mình có những cái suy nghĩ tiêu cực. Trong đầu mình có những suy nghĩ tiêu cực thì làm sao ạ? Thì mình sẽ bị những cái suy nghĩ tiêu cực của người khác nó làm vẩn đục, nó làm bốc lên những cái tiêu cực bên trong của mình. Cho nên nếu mà chúng ta còn ghen ghét ai đó ấy, thì chỉ vì đơn giản đó là bên trong chúng ta còn những cái tiêu cực. Nếu mà chúng ta còn ghét một ai đó, chúng ta còn nghĩ xấu về ai đó, thì chỉ vì đơn giản là trong chúng ta còn gì ạ? Còn những cái tính xấu đó. Chúng ta nhìn thấy họ keo kiệt bủn xỉn bởi vì chúng ta có cái tính keo kiệt bủn xỉn. Nếu mà chúng ta nhìn thấy họ là gì ạ? Là kẻ cứng đầu bảo thủ bởi vì chúng ta là kẻ cứng đầu bảo thủ. Cái người mà cái tôi thấp không không cứng đầu không bảo thủ thì rất ít khi họ gì ạ? Họ chê người khác là cứng đầu bảo thủ. Còn cái người nào mà gì ạ? Càng cứng đầu bảo thủ thì thường là hay chê người khác là cứng đầu bảo thủ. Đấy, nó lại thế cơ. Đấy. Cho nên nếu mà chúng ta còn còn chê người khác, còn nhìn ra điểm xấu của người khác thì chứng tỏ là gì ạ? Là chúng ta còn điểm xấu. Anh chị em nhé. À, tất nhiên là chúng ta nhìn ra mà chúng ta không nói, chúng ta biết đấy, chúng ta không có gì ạ, không nói ra, hoặc là chúng ta không gì ạ, không 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 bị gọi là nóng, không bực vì cái điểm xấu của người ta, thì lúc đấy là chúng ta thoát được rồi, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta nhìn ra điểm xấu của họ mà chúng ta bực mình vì cái điểm xấu của họ, thì bởi vì bên trong chúng ta còn cái điểm xấu đó. Bất kể là chúng ta bực mình họ vì điểm gì, à họ bị muộn giờ mình mà. Ui, tôi thường xuyên đúng giờ, cái thằng kia suốt ngày muộn giờ, thì thực ra là gì ạ? Mình chính là cái người hay muộn giờ. Anh chị em cứ để ý mà xem. Mình hay muộn giờ, cho nên là mình nhìn thấy cái điểm xấu của họ. Còn nếu mà mình nhìn ra cái điểm xấu của họ mà mình không bực mình ấy, thì nó lại khác nhé. Mình nhìn thấy điểm xấu của họ mà mình không bực mình thì lại khác. Còn mình nhìn ra điểm xấu của họ mà mình bị cảm xúc mình dâng lên ấy, thì tức là mình đang có cái điểm xấu rồi. Đấy, anh chị em nhớ điều này không? À, nhớ cái điều này nhé. Đó. Và đấy chính là cái điều mà Huy muốn chia sẻ với anh chị em, và nó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi, đau khổ, buồn phiền. Và như vừa lúc đầu Huy có nói ấy, đấy là chúng ta đã bị cái bẫy đó là bẫy đúng sai, cái bẫy đúng sai, và cái điện bẫy này nó sẽ làm cho chúng ta mắc kẹt ở trong các cái vấn đề của mình, bị mắc kẹt, bị bế tắc trong các cái vấn đề của mình, không thoát ra được.
Và ngày hôm nay Huy đã chia sẻ cho anh chị em ba cái góc nhìn để anh chị em chúng ta có thể thoát ra được khỏi cái gì ạ? Cái con mắt của mình, để mà nhìn bằng cái con mắt của người khác, nhìn bằng con mắt của cái người mà thành công, nhìn bằng con mắt của Chúa toàn năng đó ạ. Và khi đó thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi được những cái bẫy đấy. Và Huy có một cái bài giảng chia sẻ về 6 cái bẫy của cuộc đời đấy. Nếu mà anh chị em mà gọi là thích thì hôm nào Huy sẽ chia sẻ, tuần sau Huy sẽ chia sẻ về chủ đề 6 cái bẫy cuộc đời, đúng không ạ? Tất cả những cái điều Huy chia sẻ này thì đó là những cái suy nghĩ cá nhân, đó là những cái suy nghĩ mà do Huy trải nghiệm ra. Anh chị em lên trên mạng, lên trên YouTube, lên trên Google, anh chị em search sẽ không ra đâu anh chị em nhé. Bởi vì đây nó chỉ là cái suy nghĩ của Huy thôi. Cho nên là Huy đề nghị với anh chị em chúng ta đó là gì ạ? Nếu mà anh chị em thấy nó đúng thì anh chị em mang về dùng, hoặc là mang về dùng thấy nó đúng thì dùng tiếp, được ạ? Chúng ta không tranh luận đúng sai, đúng không anh nha? Không tranh luận đúng sai. Tất cả những cái điều Huy chia sẻ vừa rồi nó chỉ là cái trải nghiệm cá nhân của Huy rồi. Anh chị em search trên mạng không có cuốn sách nào như vậy cả, cũng không có bài viết nào tương tự như những cái gì anh chị em vừa mới nghe, đúng không ạ? Và tất cả những cái điều này nó chỉ là cái trải nghiệm của Huy, và nó không có đúng, không có sai, nó chỉ đúng với Huy thôi, nó không thể đúng với tất cả anh chị em được. Cho nên là anh chị em chúng ta không cần tranh luận đúng sai, được chưa? Nếu mà nó đúng với anh chị em thì anh chị em mang về dùng. Còn nếu mà anh chị em thấy nó không đúng thì không sao, bỏ nó sang một bên. Không cần phải tranh luận, nó không cần bảo ông này mẹ nói toàn sai, đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy, và nếu mà anh chị em yêu quý thì tuần sau chúng ta sẽ gặp lại Huy vào cái chủ đề là gì ạ? Là 6 cái cạm bẫy cuộc đời, nếu mà anh chị em thích. Và đây cũng là cái điều mà Huy tin rằng là trên mạng xã hội chưa có ai nói đến.